Xin chào anh em, mình là Hưng, chuyên review đồng hồ chính hãng. Hôm nay trong video hôm nay thì mình sẽ lên tay cho anh em một mẫu đồng hồ của thương hiệu Omega. Và chiếc này nó có tình trạng là một chiếc line new lướt anh em nhé, đã qua một đời chủ rồi. Và chiếc này thì là khách bên mình mua đợt tháng 6 năm 2021 và khách đã trải nghiệm và đến tháng 11 này và đến tháng 10 và khách đã quay đầu lại chiếc Omega này. Và bây giờ thì hôm nay thì mình sẽ lên tay giới thiệu đến với anh em cái chiếc Omega này luôn. Chiếc này thì nó sẽ có một cái thiết kế là đề mi và nó sẽ có một cái size là size 38.5 mm thôi. Và rất là dễ đeo để cho anh em rất là dễ đeo thôi. Và đây thì chúng ta sẽ có ba cái thẻ của chiếc này đi kèm. Cùng với đó là một cái chiếc tag đây. Anh em có thấy một chiếc tag ở đây. Đó. Ở đây thì chúng ta sẽ đầu tiên sẽ đến với ba chiếc thẻ này. Cũng như mình vừa bảo thì chiếc này thì được khách mua thì chiếc này sẽ có cái date là ngày 10 tháng 6 năm 2021 và khách đã mua trong tháng 6 này. Và ở đây chúng ta sẽ có ba cái thẻ. Một là thẻ International Guarantee với cái date là ngày 10 tháng 6 năm 2021 và vẫn có bảo hành toàn cầu đến năm 2026. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có là một thẻ Pictogram và thẻ cuối cùng chúng ta sẽ có là một cái thẻ chứng nhận kim cương đến từ hãng. Và ở đây chúng ta sẽ có là mỗi một viên kim cương sẽ có cái khối lượng là 0,17 carat anh em nhé. Đó. Còn đó thì chúng ta sẽ có thêm một cái tag ở đây. Với cái tag này thì chúng ta sẽ có là mã sản phẩm, số series và cái mã của bộ máy. Cùng với đó thì chúng ta sẽ có thêm là một số thông tin khác ở dưới này nữa. Đó. Bây giờ mình sẽ bỏ qua hết một bên và giới thiệu đến với cho anh em cái đồng hồ này thôi. Chiếc này thì nó sẽ có một cái thiết kế là đề mi anh em nhé. Đó, một cái chiếc thiết kế là đề mi, màu là màu vàng hồng, đó rất là đẹp. Cùng với đó thì chúng ta sẽ có là một cái mặt dial là được làm bằng được làm khảm trai anh em nhé. Với mặt khảm trai này thì nhìn rất là đẹp, khi mà anh em đi ra ngoài ánh nắng có ánh nắng chiếu vào thì ánh trai nó phản lên thì cực kỳ là đẹp và những cái đường vân nổi của nó rất là nhiều. Rất là đẹp. Ở đây thì chiếc này có là 11 cọc số được đính kim cương anh em nhé. Ngoại trừ góc 6 giờ thì chỗ này nó sẽ để là một cái bộ ô lịch ngày của chúng ta rồi. Ở đây thì sẽ có là 11 cọc số của chúng ta được đính kim cương, cực kỳ là đẹp. Ngay dưới đó thì chúng ta góc 12 giờ sẽ có là logo thương hiệu Omega, cùng với đó là tên thương hiệu Omega ở đây. Đó. Ở dưới góc 6 giờ này thì chúng ta sẽ có là dòng chữ Master Coaxial Chronometer. Và chiếc này thì nó sẽ có độ chịu nước là 150 m. Đó. Ô lịch ở dưới góc 6 giờ, dòng chữ mét nữa. Và bộ kim của chúng ta thì nó sẽ được làm bằng khối 18K luôn. Kim dây và kim phút thì đầu kim dây kim phút thì nó sẽ được có thiết kế là hình mũi tên. Đó, rất là đẹp. Và trên mỗi phần kim đầu kim của chúng ta thì nó sẽ có đính dạ quang. Với phần dạ quang này thì giúp cho chúng ta quan sát vào cái giờ ban đêm là dễ dàng hơn và rất là dễ tiện để quan sát. Đó, cực kỳ đẹp cho anh em. Tình trạng của chiếc này thì rất là ok. Anh em có thể xem qua tình trạng chiếc này. Đó, rất là đẹp. Tiếp đến thì chúng ta sẽ có một cái phần niềng của chúng ta. Phần niềng này thì nó cũng sẽ được làm bằng vàng khối 18K. Đó, rất là đẹp. Cùng với đó thì chúng ta sẽ có một cái phần núm ở góc 3 giờ này. Núm này thì nó sẽ là một núm vặn cổ trai. Thì anh em lúc này anh em phải vặn cái núm này ra và bắt đầu chỉnh giờ và chỉnh lịch. Và núm này thì nó sẽ có hai nấc chỉnh. Nấc đầu tiên thì anh em sẽ là chỉnh cái bộ lịch này, còn anh em rút kịch cái nấc cuối cùng để chỉnh cái bộ giờ của chúng ta. Đó. Và thiết kế của hai phần bộ chân càng này thì rất là góc cạnh và rất là khỏe khoắn. Hai bên sườn thì nó được đánh là phay sức ngang. Đó. Phay sức ngang ở đây. Còn mặt bề mặt trên thì nó được vát và được đánh phay bóng ở đây. Đó. Rất là đẹp. Với đó thì chúng ta sẽ có là một bộ dây khá là khỏe, một bộ dây mắt cũng rất là to để giúp cho anh em đeo dễ dàng hơn. Đó. Bộ dây của chúng ta thì nó sẽ được 3 chỉ dây thôi, hai chỉ ngoài cụm này thì đảm bảo thép không gỉ và được đánh phay xước, còn chỉ ở giữa này thì nó sẽ được làm bằng vàng khối 18K, rất là đẹp và rất là dày. Đó. Bộ khóa của chúng ta thì nó sẽ là một bộ khóa bấm gập thôi. Đó. Và dưới này thì chúng ta sẽ có thêm là cái thông tin của bộ khóa này. Bộ khóa này thì nó cũng được làm bằng thép không gỉ. Và trên phần khóa này thì nó sẽ có khắc
logo của thương hiệu Omega. Đó, rất là đẹp. Để bộ máy của chúng ta thì ở đây chúng ta sẽ có là một bộ máy là 8500. Với bộ máy 8500 này thì chúng ta sẽ có là 39 chân kính, 25.200 tần số dao động, và chúng ta sẽ có là 65 giờ tích cót. Ở đây thì chúng ta sẽ có là hai ổ cót anh em nhé. Đó, và anh em có thể thấy là từng chi tiết của cái bộ máy này rất là đẹp và độ hoàn thiện nó rất là cao. Đó, và nhìn nó vào cái bộ máy bên trong của chúng ta. Đó, rất là đẹp. Trên này thì nó sẽ có là size 38.5. Thì với size 38.5 này thì anh em sẽ cần một cái cổ tay cũng không cần phải to quá, chỉ cần là 16 cm đổ lên thôi là đeo chiếc Omega này là cực kỳ ok rồi. Bây giờ thì mình sẽ thử đến tay của mình cho anh em xem luôn. Hiện tại thì cổ tay của mình sẽ là 17.5 cm, thì đeo một chiếc 38.5 như thế này cũng khá là ok, cũng không bị là nhỏ quá, cũng rất là đẹp. Đó, mặt chai thì sẽ giúp cho chúng ta phối đồ nó dễ dàng hơn. Đó, rất là đẹp, rất là sang trọng và thanh lịch. Trên này thì bên mình đang có một mẫu lướt và độ tình trạng thì cực kỳ là cao cho anh em. Nếu như anh em quan tâm đến cái mẫu lướt này thì có thể liên hệ mình qua cái số hotline 0328 497 394 để mình có thể trực tiếp tư vấn thêm cho anh em về cái mẫu mã này. Hoặc là anh em có thể là để lại tin nhắn ở dưới, mình sẽ nhận được tin nhắn và sẽ giúp anh em giải đáp mọi thắc mắc. Trên này thì bên mình đang có một cái giá bán là cực kỳ yêu anh em và cực kỳ là tốt, chỉ là 139 triệu thôi. Đó, nếu như anh em new thì có thể tìm giá new là hơn 165 triệu cơ. Và nếu như anh em tìm một mẫu lướt mà chỉ có giá là 139 triệu thì cực kỳ là tốt, là đã được tiết kiệm cho anh em khá là nhiều. Đó, mình sẽ kết thúc video ở đây, hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.